đến với chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ 30 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy và phát lại lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Japan. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay Mai Hương sẽ được trân trọng giới thiệu chủ đề ăn Tết cần tránh gì để không bị mụn làm phiền và đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Mai Hương xin được giới thiệu vị khách mời, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, chuyên gia da liễu đến từ phòng khám da liễu thẩm mỹ Mayan Đầu tiên thì Mai Hương sẽ được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Bác sĩ Hoàng xin gửi lời chào đến tất cả các quý thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe trên giáo em, cho MC Mai Hương. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn phòng khám gia liễu thẩm mỹ Maya Maya đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị thính giả quan tâm có thể tìm hiểu về các dịch vụ gia liễu và thẩm mỹ của Maya Maya tại địa chỉ số 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại hotline 024 3933 6868 hoặc là truy cập vào website da liễu hà nội vn để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ mời quý vị cùng đồng hành với gặp thầy thuốc nổi tiếng với chủ đề ăn Tết cần tránh gì để không bị mụn làm phiền. Vâng quý vị thính giả thân mến, trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện với bác sĩ Hoàn, thầy Mai Hương cũng xin được nhắc lại tổng đài kết nối của chương trình là 19006255 và ngay từ khi chương trình bắt đầu thì quý vị thính giả đã có thể gọi điện về tổng đài này 19006255 để đăng ký câu hỏi và được kết nối trực tiếp với bác sĩ Hoàn. Ngày hôm nay thì chúng ta vẫn là một chủ đề rất là quen thuộc ăn tết cần tránh gì để không bị mụn làm phiền vẫn là chủ đề mụn nhưng mà đó là một cái vấn đề mà như mai hương có nói chuyện với bác sĩ hoàn rằng là một cái vấn đề muôn thuở mà mọi người vẫn cứ tìm kiếm một cái phương pháp để điều trị cho mình mà cứ dai dẳng từ tháng này qua tháng khác mà vẫn chưa tìm ra vâng và, và à, thưa quý vị thính giả là chúng ta biết rằng tết đã gần lắm rồi và lúc này thì à, ai cũng bận rộn sắm Tết rồi ngay từ sáng nay Mai Hương như cũng như bác sĩ Hoàn à, bắt đầu đi làm là đã thấy không khí Tết rất là à, nhộn nhịp rồi đúng không ạ. Vâng và tuy nhiên thì với phái đẹp của chúng tôi thì luôn canh cánh một nỗi lo đó là mụn và những ngày Tết thì chắc hẳn là à, những cái giờ giấc sinh hoạt rồi những cái chế độ ăn uống cũng thay đổi và chính vì thế là mụn lại có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn. Vậy thì phải làm sao để Tết không bị mụn làm phiền? À, Mai Hương xin được hỏi bác sĩ Hoàn như thế này. À, chúng ta vẫn nói với nhau rằng là nếu mà ngày thường bị mụn là sự phiền phức thì ngày tết bị dính mụn được ví như là nỗi bất hạnh vậy và bởi vì trong khi là mọi người súng xính trang điểm Để diện quần áo đẹp đẽ để đi chúc tết đi du xuân thì cái khuôn mặt của chúng ta lại đầy những cái vết mụn khiếm khuyết mà không dễ gì che đi được à, không biết là những ngày gần tết như thế này thì à, bác sĩ hoàn có thấy là các chị em chủ động đi làm đẹp cho mình không ạ và không biết là tại mai a thì các chị em chọn những cái dịch vụ làm đẹp nào đây ạ thưa bác à, sĩ cảm ơn em xin mai hương À, hôm nay là một cái tuần cuối cùng của cái năm 2020 và chúng ta sẽ chuẩn bị đón một cái năm mới và cũng à, cái số này là cái số mà bác sĩ Hoàng chắc là số cuối cùng của năm năm cũ à, nếu mà chúng ta tính theo cái lịch gọi là lịch âm âm lịch cuối cùng của năm cũ à, chính vì thế nên là bác sĩ Hoàng cũng à, xin cảm ơn tất cả các thính giả đã nghe và ủng hộ chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng đặc biệt là à số về chủ đề gia liễu vào các sáng thứ hai hàng tuần à, bởi vì à, khi mà tôi có chia sẻ thì cũng gặp được sự à, hỗ trợ và đồng cảm của rất nhiều những khán giả đã nghe cũng như là à, gọi điện đến chương trình để có thể chia sẻ những cái à, niềm tâm tư những cái à, à, sự khó khăn cũng như là muốn được hỗ trợ những cái giải đáp cũng như là à, giúp cho à, các bạn có được những cái định hướng tốt trong cái vấn đề mà chúng ta có thể chăm sóc điều trị cũng như là giữ gìn một cái làn da khỏe đẹp để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống à. và đặc biệt là gần tết rồi thì tôi biết rằng là rất là nhiều người dù ở xa hay ở gần thì đều mong muốn là chúng ta à, về quê để chúng ta ăn tết đoàn tụ gia đình chúng ta gọi là tết đoàn viên à. À, nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều à, trở về trong một tâm trạng hứng khởi hào hứng À, bởi vì là rất là nhiều người ấy, có gặp những cái vấn đề về da và đặc biệt là ngày Tết thì người ta cần cái mặt mũi lắm bởi vì là chúng ta đi gặp ừ. họ hàng bạn bè chúng ta đi chúc Tết chúng ta đi uh, du xuân ừ. chúng ta muốn có những bức ảnh đẹp đúng không nhỉ chúng ta cũng muốn là đi đâu đấy ai cũng phải khen mình một câu là ôi sao trông dạo này xinh thế à, trẻ đẹp thế bạn ừ. gái thì cũng mong muốn là đi gặp mọi người thì mọi người cũng khen ôi dạo này cháu xinh quá thế bao giờ thì lấy chồng đúng không ừ. nhỉ có người yêu chưa chẳng hạn như vậy con trai mà đi thì cũng muốn mọi người khen là đẹp trai, da rẻ, sáng sủa, trông có vẻ là 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 là, là đứng đạc đúng không nhỉ? Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta uh, có một cái ngoại hình tốt nó giúp cho chúng ta tự tin hơn và chúng ta cũng uh, uh, vui vẻ hơn trong cái dịp tết này. Dạ vâng. Đấy và chính vì thế nên là những cái người mà không may mà trên gương mặt chúng ta hiện nay, hiện cái thời điểm này chúng ta vẫn còn những cái cái cái, cái, cái dấu tích của mụn trứng cá như là tình trạng viết thâm này, rồi thì là tình trạng da nó còn đỏ này, tình trạng da nó còn viêm này, thậm chí những người mà còn đang bị đấy, tình trạng mụn nó 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 đang ở mức độ là rất là nặng, đấy, đang phát triển, đấy, đang viêm rất là nhiều, thì tôi nghĩ rằng là các bạn à, về nhà các bạn cũng rất là mất tự tin, ừ. đấy, chính vì thế nên là có rất là nhiều người đấy, đến cái thời điểm này bắt đầu mới cuống cuồng đi tìm những cái nơi để chúng ta có thể điều trị, Được. cũng như là tìm những phương pháp để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề trên da ta nhanh nhất có thể. Được. Và chính vì thế nên là ở cái dịp này này, thì cuối năm này thì phòng khám rất là đông. Ví dụ như ngày hôm qua chẳng hạn là một ngày mà rất là đông bệnh nhân khi mà tôi thăm khám từ sáng đến chiều gần như là không có thời gian để nghỉ ngơi, Đấy, bởi vì bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý về da, ấy, rồi thì cả làm thẩm mỹ nữa như là làm sáng da này, làm da nó trẻ hơn này, làm làn da nó đỡ nếp nhăn hơn này làm làn da nó căng hơn này, nó bóng hơn này, Được. nó mịn màng hơn này, rồi đặc biệt đó là điều trị cái mụn trứng cá và điều trị vết thâm của Được. mụn trứng cá để lại. thì hôm qua rất là nhiều người đến đến thăm khám. Đấy, thì Tại sao lại như thế? thì tôi cũng nói với các bạn rằng là dù gì thì gì cũng là ngày tết rồi nên là mọi người đều muốn có một làn da đẹp. À, chính vì thế nên là ở tại phòng khám thì hiện nay đấy, trong cái thời điểm này rất là nhiều người đến thăm khám và tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái xu thế tất yếu tuy nhiên các bạn cũng đừng quá lo lắng rằng là ở thời điểm này cận tết rồi vậy thì chúng ta điều trị có kịp hay không cho cái ừ. vấn đề là tết đúng không nhỉ thì phải nói với các bạn rằng là điều trị mụn trứng cá thời điểm này nó vẫn còn kịp để chúng ta có một gương mặt tương đối là, là xinh đẹp tương đối là sạch sẽ và bình thường để chúng ta có thể đón một cái tết mặc dù là chúng ta à, cũng đã gọi là hơi bị muộn rồi tuy nhiên có còn hơn không tôi nghĩ là thời điểm này là thời điểm mà chúng ta nếu mà đang bị mụn trứng cá hoặc vết thâm thì các bạn gác lại một chút thời gian À, những cái công việc những cái chuẩn bị của các bạn để các bạn dành thời gian cho chính mình. Đấy đến những cái cơ sở mà có bác sĩ da liễu để chúng ta có thể điều trị cũng như là cải thiện cái tình trạng da. Ấy, để có một làn da đẹp nhất có thể để đón Tết trong một không khí mà đáng rất là tưng bừng rồi. Đạ, vâng ạ, xin được cảm ơn uh, chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Hoàn. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng và nói về cái chủ đề mụn ăn Tết cần tránh gì để không bị mụn làm phiền? À, thì chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng là bây giờ thì à, chơi Tết à, gặp gỡ nhau à, chúc nhau những điều tốt đẹp chứ còn ăn Tết thì mấy đâu đúng không ạ? thế nhưng mà à, tuy nhiên thì chúng ta vẫn không thể tránh được cái việc là ngày Tết à, ăn rất là nhiều những cái đồ ăn mà đồ ăn nhanh hoặc là uống nước ngọt hoặc là thêm một chút bia rượu đúng không ạ thì nó sẽ có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho cái tình trạng da uh, chúng ta cũng như là về sức khỏe chúng ta cũng có phần thay đổi đấy ạ và uh, như bác sĩ hoàn vừa chia sẻ thì uh, rất là nhiều những uh, chị em phụ nữ hoặc là các cả các anh uh, những cái bệnh nhân đến thăm khám bác sĩ hoàn uh, khi mà cái tình trạng da lại uh, da mụn đã rất là tồi tệ rồi thì không biết là có phải là chủ quan là khiến là cái nguyên nhân khiến cho cái tình trạng muộn của mọi người nó tồi tệ như thế không ạ? À, đối với cả cái vấn đề mà chúng ta à, đến thăm khám trong một cái tình trạng là mụn trứng cá rất là nặng Vân hay ta. chúng ta gọi là từ tồi tệ Vậy. thì nó liên quan đến vấn đề là cái thông tin các bạn à, được cung cấp và tìm hiểu ấy, nó không được đầy đủ nó là một cái thời đại mà chúng ta à, thật ra là rất nhiều thông tin chúng ta gọi là một thời đại mà ngộ độc thông tin luôn tuy nhiên là những thông tin đúng những cái thông tin mà nó chính xác thì nó lại không nhiều mà chúng ta thường hay được tiếp nhận những thông tin một là cắt đầu cắt đuôi nó không có đầy đủ thứ hai là gì nó không được chính thống dẫn đến là gì khi mà chúng ta sử dụng những cái kiến thức mà chúng ta thu lượm được chúng ta tìm hiểu được và cái việc cung cấp không đầy đủ đó nên là những hành động của chúng ta trên cái làn da chúng ta thường là nó không mang lại được kết quả tốt mà chúng ta thường nó bị tệ đi rất là nhiều. Điển hình như là khi mà chúng ta bị mụn trứng cá chẳng hạn thì chúng ta thường hay tìm hiểu là làm sao để chúng ta điều trị thật là nhanh. Nhanh thì lại có nhiều phương pháp có khi là các bạn lại nghĩ rằng là bây giờ nhanh mà các bạn ấy giới thiệu là gì những cái bài chẳng hạn như là chẳng cần tốn đồng nào cả mà ừ. chúng ta vẫn có thể thổi bay được mụn bằng những cái sản phẩm rất gần gũi với các bạn ở xung quanh yeah. <laughs> ví dụ thế đấy là những cái từ mà các bạn có thể tìm hiểu được rất là dễ chẳng hạn như là gì kem đánh răng này rồi bôi vào mụn này rồi thì sao các bạn sử dụng những cái sản phẩm như là đắp mặt nạ mật ong này đúng không nhỉ rồi thì chúng ta dùng những cái loại lá cây những cái loại thuốc mà chúng ta gọi là dân gian để chúng ta điều trị mụn cấp tốc ừ. chẳng hạn như thế thế thì dẫn đến là gì cái làn da chúng ta không những là nó không đỡ đi mà nó còn tệ hơn rất là nhiều à. đấy, và tôi nói không phải là với khía cạnh rằng là mình chủ quan mình nói mà bản thân tôi thăm khám trong hơn 10 năm nay tôi điều trị về các bệnh lý về da liễu đấy, và ấy, những cái tình trạng da thẩm mỹ thì tôi thấy rằng là những cái bệnh nhân mà đến thăm khám với các bác sĩ da liễu đối với các bác sĩ khác thì tôi không có rõ nhưng đối với bản thân tôi thì những người đến khám mụn đa số đều là biến chứng đấy. hoặc là rất là nặng rồi à. thì họ mới tìm đến bác sĩ da liễu còn tôi nghĩ là những trường hợp mà họ nhẹ này Họ vẫn có thể gọi là hơi hơi một chút thôi Thì họ thường không tìm đến bác sĩ da liễu Mà họ sẽ tự xử lý Hoặc là họ sẽ dùng những cái phương pháp mà có tính chất là là là, là Như tôi nói đấy Tức là Được. nó thiếu những cái thông tin chính chính thống Và Được. các bạn áp dụng để Dẫn đến là gì khi đến thì sao Mụn nó đã rất nhiều biến chứng rồi Hoặc thậm chí là mụn nó đang ở giai đoạn bùng phát rất là nặng Hay là các bạn đang bị vết thâm rất là nhiều Được. Đấy thì đó là những cái vấn đề mà Tôi thấy rằng là các bạn hay gặp phải khi mà chúng ta đến thăm khám và điều trị các bệnh lý về da, đặc biệt là về mụn trứng cá. Và có nhiều những cái số, những cái chương trình mà tôi cũng chia sẻ với các bạn khá là nhiều lần. Và cũng có một số chị, một số chị, một số anh, một số bạn có nghe chương trình sức khỏe ở trên do FM Ấy, vào các sáng thứ hai hàng tuần thì có nói là cũng có nghe bác sĩ Hoàn nói rất là nhiều được. về những cái bệnh lý về da. Đấy nhưng tuy nhiên là không sắp xếp được thời gian, thế là chị ở nhà, anh ở nhà cũng thử áp dụng mấy cái ừ. biện pháp mà như bác ở sĩ trên mạng <laughs> thì thì đúng ừ. như bác sĩ nói là được. rồi rồi thì xong rồi nó cũng làm hỏng da của anh chị rất là nhiều. Được. Xong vào là thế thì tôi cũng bảo là tiếc quá thì tại sao mà mình lại không đến điều trị sớm, mặc dù là mình đã có thông tin chuẩn rồi thì bảo được. là bởi vì bận quá. Được. Bận quá không đi được các bạn ạ. Thì đấy là một trong những cái mà tôi thấy là rất khó. Thế thì khi mà nói bận quá thì tôi có chia sẻ với anh chị rằng Thứ nhất là tất cả mọi người đều chỉ có 24 tiếng một ngày thôi ạ Ví dụ như là tôi hay là Mai Hương hay là các bạn Chúng ta sinh ra đúng bình đẳng về thời gian Các bạn nó rất là công bằng Chúng ta cũng chỉ có 24 tiếng thôi Tôi thường hay nói là nếu mà chúng ta yêu quý cái gì hơn ấy hoặc là yêu quý ai hơn ấy thì chúng ta phải dành thời gian cho người ta nhiều hơn đó chứ không thể nào chúng ta nói là tôi rất là yêu quý làn da của tôi nhưng mà khoảng tầm độ 15-20 phút đến gặp bác sĩ là tôi không có thì ừ. điều đấy nó rất là vô lý đấy. hoặc là chúng ta dành một ít thời gian chúng ta chăm sóc da chúng ta cũng không có để mà tất cả thời gian đấy chúng ta lại dành cho việc khác thì có nghĩa rằng là bạn không có coi trọng cái làn da của mình lắm mặc dù là chúng ta có nói ra là tôi thấy là tôi thấy tôi rất quý trọng nó hoặc là tôi thấy là nó rất là quan trọng tuy nhiên là mình lại không dành một chút thời gian nào cả để chẳng hạn như thế ví dụ như tôi hay trêu các bạn uh, gái là gì nếu mà một một chàng trai có nói với bạn là anh rất là yêu em nhưng Đấy, một phút gặp em anh cũng không giành được thì tôi <laughs> nghĩ rằng lời nói đó là một lời nói dối tôi nghĩ là như thế bởi vì nó rất là thực tế ạ đúng không ạ đấy bạn cứ thử nghĩ và xem nếu mà chúng ta yêu quý ai thì bạn phải muốn ấy, ở bên người ta nhiều hơn chẳng hạn để dành cái khoảng thời gian cho người ta nhiều hơn thì nó mới là lời nói và hành động nó đi đi đôi với nhau đấy thế thì ngoài cái vấn đề đó ra thì nó có một vấn đề nữa là những cái thói quen gọi là những cái thói quen hay là chúng ta gọi là những cái hành động tự phát À, để giải quyết tức thời cái sự khó chịu của cơ thể. À, dưới, ví dụ như chúng ta ngứa thì chúng ta thường hay có phản xạ gãi, người ta gọi là phản xạ tự nhiên, Vậy. chẳng hạn thế. Hoặc là chúng ta uh, thấy nó vướng vướng thì chúng ta cũng muốn muốn lôi nó đi, vứt nó đi, hoặc là chúng ta muốn làm đi để giải quyết nó đi. Thì gọi là những cái phản xạ tự nhiên của con người mà khi sinh ra chúng ta nó đã có sẵn và đôi khi nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát uh, về cái lý trí của chúng ta. À, ví dụ. À, những cái chị mà nào mà mà nhiều cân ấy hay đến gặp tôi tôi mới nói là chị là chị là phải ăn ít thôi chị ăn vừa phải thôi Đấy, ừ. à, rồi thì là chúng ta ăn nhiều những cái sản phẩm mà có tính chất là nó gọi là giảm cái lipid và giảm cái nhiều cái carbon hydrate tức là những cái sản phẩm mà có nguồn gốc như là kiểu là cơm rồi thì gạo đấy với cả thịt Tiếc các thứ xuống mà ăn nhiều rau lên ừ. thì chúng ta mà không chị ăn ít lắm tuy nhiên là người bạn ở bên cạnh thì bảo nó không có dán ít em ạ <laughs> chẳng hạn như vậy tức là cái hành động người ta ăn đấy người ta thường không kiểm soát được và ừ. bản thân cái người đó luôn nghĩ ra mình ăn rất ít nhưng mà cái người bên cạnh người ta quan sát thì người ta thấy rằng cái chị đấy gấp liên liệ ăn suốt rồi chẳng hạn như vậy thì giống như là cái gương mặt của chúng ta khi mà các bạn bị mụn trứng cá ấy, thì thường là nó sẽ có một số cái cảm giác khó chịu một là chúng ta thấy vướng Vướng, chắc chắn là như thế Và chúng ta rất muốn là gì? cầm tay chạm vào nó xem nó là cái gì đấy. hoặc là chúng ta soi gương chúng ta ướm thử ướm thử xem là nó thế nào rồi đúng không nhỉ ướm ừ, ướm một lúc thì thấy nó đau đau này đấy, lại thấy nó tức tức ở trong đấy rất là khó chịu thế thì mới ấn thử xem nó có ra không thì lại thấy nó hơi ra ra một tí bảo thôi chắc nó sắp ra rồi ấn tiếp à, chẳng hạn thế tức là chúng ta sẽ tự cậy nặn để nó theo đúng một cái logic đấy, một cái sâu chuỗi về hành động của các bạn mà phản xạ đầu tiên đến là phản xạ rất tự nhiên ạ. Đấy. Đấy, sau đó thì những cái phản xạ đó nó liên tiếp nhau và chúng ta vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Tôi hay nói là như thế. Thế thì khiến cho gì? Chúng ta bị uh, cậy nặng và các bạn thường làm trong những cái hoàn cảnh mà rất đặc biệt ví dụ vào trong nhà vệ sinh này, Vậy. hoặc là nhìn ngoài đường thấy một cái gương này, hoặc là một người bạn nhìn thấy bạn có một mụn thế là nhảy vào để tao nặn cho nặn luôn, chẳng hạn như thế. Thế thì chúng ta không đảm bảo vô trùng về cái đôi bàn tay thứ hai là chúng ta không có đảm bảo về kỹ thuật mà các bạn không được cái hướng dẫn cụ thể về vấn đề kỹ thuật nặn mụn nó đúng, đúng dẫn đến là gì chúng ta một là chúng ta có thể lấy được hết tổn thương ra nhưng cái đường mở ra của tổn thương thì rất là rộng ừ. dẫn đến là chúng ta bị một cái sẹo lõm ấy, sau khi mà nó lành lại hai là chúng ta thường làm nát các tổ chức xung quanh và chúng ta sẽ bị thâm nhiều hơn ba là chúng ta có thể nó sẽ không lấy hết tổn thương được thì toàn bộ vùng đấy nó sẽ sinh ra nhiều mủ hơn ấy, và nó làm cho tổn thương nặng, nặng lên rất là nhiều đó thì đó là những cái vấn đề có liên quan đến cái việc là các bạn đến thăm khám ở cái tình trạng là mụn trứng cá thường rất là nặng chứ không hề nhẹ một chút nào cả ừ, đạ, vâng mặc ạ. dù là rất nhiều chương trình tôi có nói đó là bệnh mụn trứng cá đấy, nó là một bệnh lý thông thường tuy đấy. Đấy, nhiên đa số các bạn biến nó thành một bệnh phức tạp đấy tôi thường hay nói như thế đấy. chứ thật ra điều trị mụn trứng cá nó không khó ví dụ như là điều trị mụn trứng cá với các bác sĩ da liễu đấy, hay như bác sĩ hoàn chẳng hạn tôi điều trị thì thường khoảng một tháng chúng ta phải khỏi khoảng chín mươi rồi là hoàn toàn cho khả năng tôi nghĩ là như thế nó không quá khó đối với bác sĩ da liễu với điều kiện là các bạn đến nó đúng cái thời điểm và các bạn phải kết hợp với bác sĩ thật tốt và chúng ta tránh những thói quen xấu thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản tuy nhiên các bạn thường là biến một bệnh phức tạp một bệnh nó đơn giản trở thành một bệnh phức tạp. Dạ vâng ạ, như bác sĩ Hoàn vừa mới nói thì chúng ta không nên biến một cái bệnh đơn giản thành phức tạp. Nói về mụn thì rõ ràng là chúng ta biết là có rất nhiều những nguyên nhân gây ra mụn và cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng mụn tồi tệ hay là nặng rất là nhiều thì cũng đến từ cái thói quen là À, chủ quan của chúng ta và thay vì chủ quan thì sao chúng ta không chủ động đi tìm bác sĩ da liễu để có thể là giúp mình điều trị sớm cái tình trạng muộn của mình đúng không ạ và uh, ngoài những cái yếu tố như là môi trường thời tiết hay là càng dịp tết này, thì dịp xuân này thì cái nhịp sinh học của chúng ta có chút thay đổi, ăn uống uh, sinh hoạt cũng có thay đổi, thì nó ảnh hưởng đến cái tình trạng da mụn. Uh, ngoài những cái yếu tố này thì uh, theo bác sĩ hoàn thì còn cái, những những nguyên nhân nào khiến cho trước, trong và sau tết thì đó là cái thời điểm mà mụn rất là hay tấn công làn da chúng ta. À, các bạn uh, cũng có nghe bác sĩ hoàn chia sẻ trên chương trình doãn em về cái nguyên nhân gây mụn uh, cũng chắc là cũng khá nhiều lần. Nếu Đúng. mà À, các chị có uh, yêu quý chương trình và có nghe thường xuyên thì các bạn cũng biết rằng là mụn trứng cá nó có ba cái nguyên nhân chủ yếu ba cái nguyên nhân chủ yếu ạ một đó là một cái làn da tăng tiết dầu nhờn đa số này xuất hiện trên một làn da tăng tiết dầu nhờn Được. tức là da chúng ta gọi là da dầu đấy hay là da mà nó cứ ướt ướt ấy. chúng ta gọi là da dầu nhờn hai là cái nang lông của những cái người đó nó bị hiện tượng là bít tắc Bít tắc thì có thể do bụi bẩn do tế bào chết cũng có thể do tự các năng lông nó hình thành những cái nút sừng và nó gây tắc ừ. cái đường da của cái chất nhờn đó Đấy, nó dẫn đến là gì chất nhờn nó bị giữ lại ứ động trong da chúng ta và tạo nên những cái nhân mụn ẩn Đấy, nằm phía dưới da thứ ba là nó có sự phát triển một cái bất thường của một cái loài vi khuẩn mà nó gây nên cái tình trạng viêm của mụn trứng cá người ta gọi là p acne đấy đấy là cái vi khuẩn gây mụn đấy thế thì với ba cái nguyên nhân đó thì các bạn cũng hiểu rằng là gì nó có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến ba nguyên nhân này chẳng hạn như là Thức khuya này, bị stress này, căng thẳng này, ăn nhiều đồ cay nóng và dầu mỡ này, rồi thì là chúng ta sử dụng nguồn nước không đủ đảm bảo sạch này, à, chúng ta sử dụng các sản phẩm mà gây dị ứng này, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng những cái sản phẩm bôi trên mặt mà lại gây rối loạn vi khuẩn trên da này, rất rất nhiều các yếu tố gây ra cái hiện tượng mà chúng ta có thể bị cái tình trạng mụn trứng cá đó. Thế vì là ba nguyên nhân và nhiều yếu tố, để các bạn cũng thấy là ba nguyên nhân lại có thêm nhiều yếu tố nữa, tức là kiểm soát mụn à, và cái việc mà chúng ta nguy cơ bị mụn là nó luôn luôn thường trực thế thì nhưng mà bạn lại hỏi là vậy thì tại sao có những người là chẳng bao giờ thấy họ có mụn cả ừ. mặc dù là họ có sinh hoạt giống như mình Đấy. À, thế thì các bạn hiểu mỗi người sinh ra chúng ta có một cái làn da nó khác nhau và những người mà dễ bị mụn trứng cá ấy, là các bạn không may mắn sở hữu một cái làn da dễ bị mụn và nó đòi hỏi các bạn phải có sự chăm sóc nó kỹ càng hơn chăm sóc nó đúng hơn đối với các làn da của bạn thì chúng ta sẽ có được một làn da đẹp đấy giống như những người được sinh ra người ta đã có một sức khỏe rất tốt còn có những người chúng ta sinh ra sức khỏe chúng ta không được tốt lắm đấy, thì chúng ta nếu sức khỏe không tốt thì chúng ta phải hiểu là chúng ta bị yếu ở cái điểm nào để chúng ta hỗ trợ chúng ta bảo vệ nâng đỡ thêm thì cơ thể chúng ta nó mới khỏe mạnh được chẳng hạn như vậy đó thế thì khi mà chúng ta đấy, là những người đã dễ bị mụn trứng cá rồi thì cái thời điểm tết này các bạn hiểu rằng là vô vàn những cái nguy cơ có thể khiến tình trạng mụn các bạn nặng lên đúng không ạ Chẳng hạn như là khi bạn về Tết chẳng hạn Mà chúng ta gọi là gì Gặp gỡ bạn bè vui vẻ Chúng ta nhậu nhẹt nhiều quá Thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là tình trạng của chúng ta đã tăng lên Đó là điều đương nhiên ừ. đấy, Và tôi gặp thấy trường hợp này rất nhiều rồi rất nhiều bạn nam là gì về tết nên là, là, chúng ta đi chơi thâu đêm à chúng ta không có thức 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 à chúng ta không có đi ngủ chúng ta thức khuya ừ. thức khuya tại sao vì vui vẻ bạn bè quá nhậu nhẹt mà lâu ngày không gặp cả năm trời mới gặp nhau thì chúng ta ngồi chúng ta nhậu với nhau nói chuyện chém gió rồi thậm chí là rủ nhau đi chơi nọ kia các thứ là cả đêm luôn chẳng hạn thế thế thì đương nhiên là sau đó một cái bất thường về 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 nhịp sinh học của bạn khiến cho tình trạng một trường cá lập tức là nó sẽ nặng lên đúng không ạ rồi thì một vấn đề nữa là tết chúng ta trang điểm rất nhiều người đặc biệt là các bạn nữ khi mà về tết về mặt mũi mà chúng ta phải trang điểm, thế thì người mà đang bị muộn gọi nhẹ nhẹ thôi nhưng mà chúng ta không điều trị, thế về tết thì chúng ta trang điểm, chúng ta lấy rất là nhiều những cái đồ uh, để che khuyết điểm, ấy. các bạn trang điểm lên để cho nó xinh xắn đi đâu ai khen câu thì thích, chẳng hạn <laughs> như vậy, thế thì thật là không may là những cái đồ trang điểm đó nó lại kích thích cái mụn lên rất là nhiều các bạn, Đà. đặc biệt là những cái bạn gái nào mà đã từng bị muộn rồi mà các bạn có thói quen là dùng đồ trang điểm để che muộn đi thì các bạn cũng biết là bác sĩ hàn nói rất đúng đó là sau khi mà các bạn che đi thì được cái thời điểm đấy thôi nhưng mà mụn các bạn càng ngày càng nặng đúng không ạ càng ngày càng nặng và vết thâm càng ngày càng nhiều được. đấy bởi vì trong đồ trang điểm thì nó chứa chủ yếu là những cái hóa chất tạo màu và nó thường hay nên, gây nên một cái tình trạng mụn trứng cá do mỹ phẩm nặng hơn những mụn trứng cá thông thường rất nhiều và điều trị phức tạp hơn đó rồi thì sao à, ngày tết của chúng ta thì đôi khi có thể về nhà thì những cái gọi là vui vẻ thì vui vẻ rồi nhưng có những người thì cũng chẳng vui vẻ tôi nghĩ là như thế rồi thì những cái áp lực khác khiến cho chúng ta à, bị stress nặng hơn. Đấy chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là à, rất là nhiều những cái thời điểm mà các bạn cũng thấy là bây giờ những áp lực về công việc cuộc sống rất là nhiều nhiều bạn gái về nhà là cứ suốt ngày bị hỏi là lấy chồng chưa này rồi thì là công việc thế nào cháu ra làm sao có tốt không các kiểu rồi thì là người ta dè biểu người ta chê bai rồi thì thậm chí là người ta soi mói đã nhiều bạn cũng kể là như vậy thế thì khiến cho gì chúng ta cũng bị stress hơn chúng ta cũng uh, căng thẳng quá mà chúng ta không có tìm được những cái cách thì chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề căng thẳng của bản thân thì đương nhiên là các bạn sẽ gặp vấn đề rồi không phải là chỉ về da đâu mà tôi nghĩ là cái vấn đề nhiều vấn đề khác nữa nó có thể khiến cho bạn cảm thấy bị stress rất là nặng suy sụp tôi nghĩ là như thế có những trường hợp mà đã gặp như vậy đó rồi thì có những trường hợp tết về thì sao được biếu tặng một số những cái đồ ví dụ thấy bị muộn vào tết này về tao tặng mày một lọ bôi muộn tốt lắm nên <laughs> là được tặng mừng tuổi luôn cho một một sấp kem rồi các ừ. bạn ấy nhiều người mừng tuổi như thế ạ ví dụ như là ghi con bé đấy nó bị mụn đấy. tết này mình ở xa về ở quê về bác họ hàng ở quê về là gì mua sẵn một bộ sản phẩm trị mụn đúng không nghe có vẻ tốt tặng nó kệ nó cho nó dùng chắc tốt đấy <cười> <cười> chẳng hạn như vậy thế thì cũng rất nhiều người như thế thế đấy. là chị được tặng thì thích quá bác bảo bôi luôn đi bôi luôn đi bôi luôn đi khỏi luôn đấy thế <laughs> là cũng bôi bôi lên <laughs> thế thì các bạn cũng biết câu chuyện nó xảy ra là như thế nào rồi đó thế thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là gì sản phẩm thì nó không có không có tội của nó vấn đề là gì cái người mà bán sản phẩm rồi thì là cái người mà sử dụng sản phẩm không có đủ cái hiểu biết để có thể sử dụng sản phẩm nó đúng đấy và cái nào phù hợp cái nào không phù hợp thì các bạn không thể phân biệt được thì đó là những cái vấn đề mà rất là dễ dàng khiến cho cái tình trạng mụn của bạn bị nặng lên trước tết trong tết và kể cả sau tết đấy, tôi gặp khá là nhiều và đặc biệt là sau dịp tết ừ. thì tôi thường hay nói vui là sau tết là bắt đầu dịp mà chúng ta đi diệt mụn tại sao lại thế bởi ừ. vì, vì là hình như là sau tết là tôi hay trêu mấy bạn học sinh sinh viên đấy Đấy, mặc dù là phòng khám chuyên khoa da liễu Mea chúng tôi thì có cái ngày thứ ba hàng tuần ấy, là cái ngày dành cho sinh viên tức ừ. là các bạn đến thì được rất là nhiều những ưu đãi ví dụ như giảm giá rồi thì uh, rất nhiều ưu đãi khác vào ngày thứ ba hàng tuần đấy và các bạn sinh viên thích cái ngày này lắm đấy, ừ. rất thích chẳng hạn như thế vì ngày xưa tôi cũng là sinh viên khi mà uh, kể chuyện thì tôi cũng đã nói một vài lần là người sinh viên là tôi nhận được một cái voucher giảm giá 200.000 nghìn ừ. để mua một cái áo là tôi thích vô cùng luôn chẳng ừ. hạn như thế ơi sinh viên chúng ta làm gì có tiền thế thì À, sau tết thì các bạn sinh viên đi trị muộn nhiều hơn đấy, lý do có thể là bởi vì lúc đấy được mừng tuổi nhiều tiền tôi nghĩ là thế ngày tết thì mặc dù là sinh viên rồi thì bảo miệng thì hay nói là hôi cháu lớn lắm rồi bác được mừng tuổi cho cháu nhưng bác cứ đưa <laughs> tiền vẫn nhận các bạn ạ đấy tôi hay trêu các bạn sinh viên là như thế thế thì các bác cũng hiểu tâm lý mà sinh viên làm gì có tiền đúng không nhỉ chúng ta đã làm được ra tiền đâu chúng ta vẫn là những người phụ thuộc đúng không ạ Trừ một số các bạn mà tôi thấy rất giỏi đấy, Tôi cũng tham khám, tôi cũng gặp rất nhiều các bạn sinh viên nữ hoặc là nào các bạn giỏi lắm đấy thì đó là một số trường hợp đặc biệt thôi còn tôi nghĩ rằng là nhiệm vụ chính của học sinh sinh viên vẫn là học tập ấy. không nè. phải là để làm việc nhưng một ừ. số bạn thì bạn ý thật sự là giỏi tôi nghĩ ừ. là như thế đấy thế thì sau tết là các bạn hay ừ. đi diệt muộn bắt đầu chúng ta đến phòng khám chúng ta điều trị muộn rất nhiều xử lý muộn này à, rồi thì xử lý thâm này rồi thì là điều trị sẹo rất là nhiều sau Tết. À, tuy nhiên là gì để mà tránh cái hiện tượng mà chúng ta bị mụn nó tấn công mạnh mẽ vào ngày Tết thì các bạn lưu ý một số những cái chia sẻ phía trên của tôi. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những cái điều quan trọng để giúp các bạn có thể có một cái Tết à, qua một cái Tết rất là vui vẻ, đầm ấm mà lại không bị mụn trứng cá nó nó nó, nó gây ảnh hưởng đến những cái cuộc vui của các bạn. Vâng ạ, à, chúng ta vừa nghe bác sĩ Hoàn chia sẻ rất là nhiều những cái nguyên nhân khiến cho tình trạng da chúng ta à, xấu đi này, à, hay là tình trạng mụn này, trở nên tồi tệ hơn bằng rất nhiều nguyên nhân khiến cho trước trong và sau Tết cái tình trạng da chúng ta À, gặp rất nhiều mụn và phải gặp bác sĩ da liễu đúng không ạ? À, và ngày hôm nay thì quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Gặp thầy thuốc nổi tiếng trực tiếp phát sóng trên Joypem tần số 98 chín MHz với chủ đề ăn Tết cần tránh gì để không bị mụn làm phiền. À, nếu như quý vị thính giả đang có những câu hỏi liên quan đến chủ đề trị mụn ngày hôm nay để à, cũng như là những vấn đề về da liệu nói chung ạ, quý vị có thể gọi điện trực tiếp về chương trình ngày hôm nay thông qua tổng đài 19006255. À bác sĩ Hoàn cũng sẽ sẵn sàng ở trong phòng thu của Joypem để tư vấn cho từng trường hợp của quý vị. À, và quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng bác sĩ hoàn thì à, chia sẻ với bác sĩ là như mai hương cùng với những đồng nghiệp trong những ngày gần tết thế này thì cũng đang cố gắng để mà hoàn thành rất là nhiều những cái chương trình tết phục vụ cho mọi người cho thính giả à, cho nên là cường độ làm việc rất là cao à, rất là đồng cảm với những người mà phải chịu áp lực công việc khiến cho cái tình trạng suy chết ngày càng nhiều cũng cho khiến cho làn da trở nên xấu đi và à, mai hương cũng cảm thấy ra mình đang xấu đi rồi bác sĩ hoàn ạ vâng và à, tôi thấy là những cái tình trạng mà rất nhiều người đã đi chữa mụn nhưng mà sau khi mà khỏi mụn thì lại gặp những cái vấn đề về vết thâm mụn thậm chí là lỗ chân lông trên mặt thì bị giãn ra bị to ra và không có cách nào để mà mà nó nó thu nhỏ lỗ chân lông lại về thì liệu đây có phải là cái hệ quả tất yếu khi mà chúng ta bị mụn và chữa mụn không đúng cách không ạ thưa bác sĩ vâng ạ cảm ơn em xin mai hương tôi cũng rất là chia sẻ với rất là nhiều những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đến thăm khám thì chúng ta cũng có nói là cái về cường cái độ làm việc rất là căng thẳng chúng Được. ta không có thời gian để dành cho bản thân à, tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì công việc nó vẫn là một cái gì đó uh, quan trọng hàng đầu rồi tôi nghĩ là như thế à, người ta hay nói là hạnh phúc là có một công việc để làm nhỉ yeah. có một nơi để trở về và có một người để mình yêu thương hay gì đó tôi ừ. tôi cũng có nghe nói thoáng như ừ. vậy chẳng hạn như vậy thế thì tôi nghĩ rằng đó cũng là điều rất là bình thường tuy nhiên là gì đấy là một cái cách mà chúng ta gọi là nói mang tính chất là 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 để chúng ta hiểu thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng là cuộc sống là nó phải cân bằng các bạn ạ chúng ta phải cân bằng giữa rất là nhiều thứ ví dụ như là trong tự nhiên chúng ta mọi thứ nó đều cân bằng hết ạ có ngày thì nó phải có đêm ạ à, như con người chúng ta có vui thì phải có buồn đúng không à, rồi thì là chúng ta à, có đau khổ thì chúng ta phải có hạnh phúc chẳng hạn thế Thế thì chúng ta có thời gian làm việc chúng ta có về thời gian nghỉ ngơi Được. đúng không ạ bao giờ chúng ta phải cân bằng như vậy và chúng ta có bệnh thì chúng ta có người chữa bệnh bao giờ có thể nó luôn luôn xuất hiện những cái uh, sự cân bằng trong cuộc sống như vậy và chúng ta phải tự tìm đến sự cân bằng đó Được. chúng ta phải cố gắng để chúng ta uh, làm sao đấy hài hòa giữa công việc và cuộc sống đúng không ạ rất là nhiều những cái uh, lo toan của chúng ta uh, thật ra khi chúng ta đã làm việc đã sống thì nhiều lo toan lắm ạ và nhiều áp lực lắm ạ khó để tránh được bởi vì là đó là những cái thúc đẩy để chúng ta phát triển các bạn ạ thúc đẩy chúng ta phát triển thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta trưởng thành hơn thành công hơn đó là thì. điều đương nhiên và chúng ta bắt buộc phải trải qua những cái đó tuy nhiên là gì à, trong những lúc mà chúng ta chịu sự căng thẳng này chúng ta chịu căng thẳng tối đa đi nhưng mà chúng ta phải tìm cách chúng ta thư giãn lại để cân bằng lại những cái lúc mà chúng ta căng thẳng đó nè. đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là cũng nên làm và bản thân tôi tôi cũng sẽ cố gắng làm được điều đó à, rất là cố gắng làm sao đấy bởi vì là tôi thì thời gian mà tôi làm việc rất là nhiều à, có rất là nhiều các à, bệnh nhân khi đến à, thăm khám với tôi à, và có à, yêu quý sử dụng à, cái việc là chăm sóc da rồi thì làm đẹp da dài lâu có những người làm của tôi đến 10 năm thì cũng có nói là thời gian làm việc của tôi quá nhiều. Đấy, cũng có nói thế thì tôi cũng có chia sẻ là đúng, thời gian làm việc của tôi rất là nhiều. Còn nhưng mà những cái khoảng mà thời gian tôi được nghỉ thì tôi thường hay cố gắng làm sao đấy tôi cân bằng lại. Để tìm đến những cái mà nó giúp cho tôi thư giãn hơn, ví dụ như tôi có đi tập thể thao, đấy tôi có đi cũng có đi chơi, cũng có gặp gỡ bạn bè cũng có là uh, làm sao đấy để mà mình relax, mình thư giãn đi. Đó thì đó là những cái cách mà tôi uh, cân bằng lại thì điều đó nó cũng giúp cho bản thân mình sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn cho những cái buổi làm việc tiếp theo. Ừ. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà các bạn có những cái công việc nó nhiều áp lực không tránh khỏi được và chúng ta cần phải tìm cách để chúng ta cân bằng hơn. Đấy. Tôi nhiều khi tôi nói thì tôi nghĩ rằng là đó là những cái lời khuyên thôi. Còn bản thân tôi không phải là những cái tôi không rơi vào hoàn cảnh của các bạn nên tôi cũng không biết là sẽ xử lý như thế nào. Tuy nhiên là về về lý thuyết là như thế ạ. Vì lý thuyết là chúng ta là là phải như vậy. Đó. Còn khi mà chúng ta có cái vấn đề về cái làn da của chúng ta như là vết thâm chẳng hạn hay là như là sẹo sau trứng cá do cái vấn đề là cái làn da của chúng ta nó không được điều trị tốt, chúng ta không chăm sóc đúng rồi thì lỗ chân lông nó giãn to, gương mặt chúng ta trông nó xù xì, gồ ghề, xấu xí. tôi thường hay là hay hay nói mấy cái bạn đến thăm khám mà bị nhiều vấn đề biến chứng ấy, tôi hay nói là cái mặt nó lem nhem <laughs> tôi hay trêu là trông mà em lem nhem lắm lem nhem tức là nó cứ lấm lem nha nó cứ nhỏ nhem chỗ trắng <laughs> chỗ đen chỗ thì muộn chỗ thì sẹo chỗ thì thâm trông buồn cười lắm chẳng hạn như thế à, trong khi đó chúng ta sinh ra là một khuôn mặt à, tươi tắn trẻ trung mà, dạng người dạng người mà các bạn nhớ là người ta hay làm những bộ phim mà khi mà đón đứa trẻ lọt lòng ấy thì thường hay là đó là một khuôn mặt dạng dỡ đúng không ạ <laughs> trắng trẻo dạng dỡ tươi tắn các kiểu nó kia đấy, nhưng mà sau khi chúng ta lớn lên thì đấy bao nhiêu thứ nó tác động vào thì khiến ra mặt chúng ta là xấu xí đấy chẳng hạn như vậy đấy, thế thì đối với những trường hợp đó thì chúng ta cần phải có những cái phương pháp để chúng ta xử lý tôi nghĩ rằng là xử lý thì bây giờ chúng ta đã có phương pháp rồi chứ không phải không ngày xưa thì hơi khó một chút bởi vì ngày xưa chúng ta cái sự tiến bộ về y học sự tiến bộ về các công nghệ cao nó ít lắm đấy chúng ta không có nhiều và chúng ta thường hay trải qua những cái trải nghiệm nó không được không mấy được gọi là xuân sẻ vui vẻ tôi nghĩ là như thế rất là nhiều chị cũng đến tâm sự với tôi là điều trị muộn xong về chị thấy khổ sở lắm bởi vì nó cứ sâu xi si mãi chả đẹp gì cả đấy hoặc là trong quá trình điều trị nó đau lắm rồi nó nọ kia các thứ rồi về chị phải bịt mặt lại ai cũng nhìn chị cũng chê cũng trách cũng hỏi han rồi thì là thương chị <laughs> kiểu như vậy nên tôi nghĩ rằng là đấy cái vấn đề là như thế tuy nhiên bây giờ khi mà chúng ta bị cái tình trạng vết thâm, bị tình trạng lỗ chân lông to hay là tình trạng như cái nám da chẳng hạn. Chúng ta có công nghệ cao chúng ta điều trị rồi, chúng ta điều trị nó không phải nghỉ dưỡng gì cả. Các bạn không bị tổn thương da, không bị đau gì hết. Đấy và chúng ta về nhà thậm chí là chẳng ai biết là chúng ta làm gì hết. Đấy, tôi hay nói là bước ra khỏi phòng khám thì da mặt hoàn toàn bình thường. Về nhà thậm chí đến chồng chị cũng chả biết chị điều trị thì chị lo cái gì. Đó, bây giờ cái quan điểm điều trị là như thế. Tức là chúng ta điều trị là gì? Tối thiểu tổn thương. Đấy và tối thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống các bạn. Đấy, khi các bạn điều trị viết thâm, điều trị nám, điều trị mụn trứng cá là các bạn về nhà cuộc sống bình thường, chúng ta không có bị những cái hạn chế trong quá trình chúng ta giao tiếp đấy, nhất là cái dịp tết này này các bạn này, đấy, chẳng hạn thế chúng ta điều trị xong về nhà chúng ta bình thường đi chơi tết bình thường không ảnh hưởng gì hết đó và chúng ta có công nghệ để thu nhỏ lỗ chân lông, có công nghệ để trị thâm, ừ. xóa thâm đi đấy, đồng thời với đó chúng ta kiểm soát vấn đề mụn trứng cá, đưa cái làn da về trạng thái cân bằng bình thường để chúng ta có cái cơ hội chúng ta chăm sóc giúp cái làn da chúng ta nó trẻ trung lâu, nó ít bị mụn và chúng ta Ấy, kiểm soát được cái quá trình mà chúng ta bị viêm, Đấy, thì đó là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là nếu các bạn đến gặp bác sĩ trung khoa da liễu thì điều đó hoàn toàn trong cái khả năng và trong cái tầm tay của bác sĩ nên các bạn đừng có quá lo lắng khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề như thế à, hãy tìm đến những cái cơ sở mà chúng ta hiểu rằng là nó đủ cái sức tin tưởng để các bạn có thể đặt niềm tin thì chúng ta nghĩ rằng là bản thân tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ có được một cái gọi là kết quả Giống như các bạn mong muốn Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn uh, Chia sẻ rất là kỹ lưỡng từ uh, bác sĩ Hoàng uh, Từ lâu nay thì phòng khám Maya được rất là nhiều người biết đến Những người mà thường xuyên gặp phải cái tình trạng da mụn Hay là rất là những bệnh lý về da khác Cũng đã tìm đến như một địa chỉ làm đẹp uy tín và chăm sóc da bị công nghệ cao với những điều trị những cái bệnh lý về da. À, trong đó thì phải kể đến là dịch vụ điều trị mụn trứng cá rất là hiệu quả. À, vậy thì không biết là à, có rất nhiều người nghe bác sĩ Hoàn chia sẻ trong mỗi chương trình gặp thuốc nổi tiếng và mong muốn đến gặp bác sĩ để điều trị tình trạng da mụn của mình, nhưng mà còn đang băn khoăn không biết là à, tại đây thì các bác sĩ đang sử dụng cái phương pháp như thế nào để điều trị mụn và cái thời gian điều trị mụn như thế nào cũng như là làm sao để có thể xóa ngay được vết thâm và sẹo mụn được không? Mà thì cũng ừ. xin hỏi bác sĩ ạ. À. À, cảm ơn em xin Mai Hương Thứ nhất về vấn đề chúng ta điều trị mụn trứng cá thì cái tình trạng tắc nghẽn ấy chúng ta sẽ có cái cái kỹ thuật cái công nghệ để chúng ta làm sạch da, chúng ta gọi là làm sạch chuyên sâu để giảm cái hiện tượng tắc nghẽn cái da của các bạn. Tức là khi mà điều trị thì các bạn cũng hiểu bác sĩ Hoàn sẽ tác động vào ba cái nguyên nhân gây ra mụn trứng cá đấy và các bạn sẽ kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng. <laughs> Tôi thường hay nói là như thế. Đấy, các bạn kiểm soát những yếu tố ảnh hưởng thì ba nguyên nhân đó còn chúng ta sẽ tác động vào đúng ba nguyên nhân đó là chúng ta sẽ có kết quả tốt. Đó, một là chúng ta phải làm sạch tốt thì là da chúng ta đỡ bị tắc nghẽn, hai chúng ta phải kiểm soát cái tình trạng viêm, đúng không ạ? đấy chúng ta phải xử lý cái tình trạng mà mụn trứng cá đang có trên mặt thì chúng ta có công nghệ laser để điều trị mụn, chúng ừ. ta có công nghệ laser để chúng ta điều trị thâm và thu nhỏ lỗ chân lông. đấy, thế thì đó là những cái tiến bộ trong cái quá trình mà chúng ta điều trị mụn trứng cá. hay là chúng ta có thể sử dụng những cái, cái, cái kỹ thuật để chúng ta ấy, làm cho cái làn da chúng ta nó giảm thiểu cái quá trình mà bị viêm, bị tổn thương nhiều hơn, ấy, giúp cho quá trình phục hồi rất là nhanh. Đấy. ví dụ như mụn trứng cá thì tôi thường hay nói với cả những cái người đến thăm khám thì bảo mục tiêu của việc mà điều trị mụn trứng cá ở đây À, với chúng ta đó là một tháng chúng ta phải khỏi được khoảng chín 1 một tháng chúng ta phải điều trị mụn khỏi được chín đó là hoàn toàn trong khả năng của chúng ta và để làm được điều đó thì cái người bác sĩ và người bệnh nhân phải có sự phối hợp với nhau kết hợp được. với nhau à, một là cái bạn đấy là mình phải hạn chế những cái yếu tố ảnh hưởng đến bao nhân như tôi nói là đồ cây nóng tôi phải giảm này đồ dầu mỡ phải giảm đường phải giảm này chúng ta không thức khuya này đặc biệt là chúng ta không được sờ tay lên mặt đúng không ạ tôi thường hay hỏi là thế cái việc mà bạn sờ tay lên mặt mà không phải sờ nữa thì có khó không thì phải đến 99 phần trăm là nói với tôi là khó <laughs> thì tôi cũng có nói là không có việc gì khó cả bản thân nó là một cái thói quen thói quen thì nó hình thành theo thời gian các bạn ạ bao giờ thì thói quen tốt hay thói quen xấu thì đều cần thời gian để nó hình thành đúng không ạ Thế thì nếu mà chúng ta muốn thay đổi một thói quen tốt hay là chúng ta muốn thay đổi một thói quen xấu thì chúng ta cũng cần phải có thời gian để hình thành một thói quen mới Đấy, tôi nghĩ là thế nên là các bạn cũng đừng có thế là nó khó quá bởi vì nó cần thời gian thôi các bạn ạ cái gì cần thời gian hết các bạn ạ Đấy, như là chúng ta hay nói là vết thương cũng cần thời gian để lành Cái gì cũng vậy Thế thì việc mà các bạn thay đổi thói quen Chúng ta cũng cần có thời gian Chỉ cần là các bạn có ý thức trong cái vấn đề mà chúng ta phải hành động Thì chúng ta sẽ làm được Tôi nghĩ là như thế Đấy, còn lại thì các việc còn lại thì để bác sĩ lo Đấy, thì tôi hay nói là như vậy Thế thì thường là cái kết quả chúng ta đến nó cũng nhớ sớm thôi Ví dụ sau khoảng một tuần chúng ta thấy rất là rõ rồi Đấy. Tôi nghĩ là như thế Đấy, rồi thì là vết thâm Thì chúng ta nếu mà sử dụng công nghệ laser trị thâm thì tôi hay nói là gì nó là một cái công nghệ cao cấp và chúng ta điều trị xong thì chỉ cần một tuần thôi khuôn mặt nó giống như kiểu tôi hay nói một từ đó là thay ra đổi thịt một tuần thôi các bạn thấy là khuôn mặt nó khác hẳn luôn và chắc chắn là như thế bởi vì là công nghệ nó hướng đến cái vấn đề là chúng ta chỉ biết thấp mà cái mặt đang thâm xì si, đang xịt này chúng ta điều trị mặt nó sáng rực rỡ nó bừng bừng sáng lên chúng ta cảm thấy là da chúng ta nó có sức sống hẳn lên đấy là nhờ ừ. cái việc là chúng ta có công nghệ cao các bạn ạ Thế chính vì thế này là tôi nghĩ rằng là công nghệ thì không thiếu và tôi nghĩ rằng là cái thuốc bây giờ của gia liệu rất là tốt nên là tôi 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 có thể nói rằng là việc mà chúng ta điều trị muộn ấy nó hoàn toàn nằm trong khả năng. Ừ. Đấy và chúng ta điều trị rất là tốt. Những cái người mà chúng ta chưa bị những cái biến chứng nặng, điều trị một trường cá nhanh lắm. Đấy, còn những người mà đã bị biến chứng nặng rồi, chúng tôi hay nói là biến một bệnh đơn giản là bệnh phức tạp ấy. Ừ. Đấy, thì các bạn cũng đừng có quá lo lắng vì chúng ta cũng cố gắng trong khoảng một tháng. Muộn cũng phải kiểm soát được đến 90% rồi nên tôi nghĩ rằng là cái thời điểm này chúng ta vẫn còn quá là đủ thời gian để chúng ta có thể điều trị để okay. đón được mùa Tết ấy, trong cái không khí mà đang rất là nhộn nhịp và tưng bừng rồi. Dạ vâng ạ. À, nghe những uh, chia sẻ từ bác sĩ Hoàn thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về một cái đợt điều trị mà chúng ta ngay bắt tay ngay vào việc đi điều trị ngay gặp bác sĩ gia liễu ngay để có thể là can thiệp vào cái tình trạng mụn của mình tránh cho việc là chúng ta mất tự tin ở uh, trong cái dịp Tết dịp xuân này đúng không ạ? Vâng và À uh, ngày hôm nay thì chúng tôi đặt tên chủ đề là ăn Tết cần tránh gì để không bị mụn làm phiền. À, cũng là một cái câu hỏi mà mai hương cũng muốn nhờ bác sĩ hoàn giải đáp ngay bây giờ trước khi chúng ta đến với những kết nối trực tiếp à, đó là ngày tết thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề uh, liên quan ăn uống uh, thực đơn cũng nhiều hơn nói là không ăn uh, gì nhiều nhưng mà thực ra thì vẫn cứ không nhịn được miệng <laughs> vẫn cứ ăn nhiều đấy ạ à. <laughs> và vậy thì xin hỏi bác sĩ hoàn rằng là chúng ta nên lựa chọn những cái thực phẩm như thế nào để mà hạn chế tình trạng bị mụn làm phiền trong cái ngày tết ạ à, thưa bác à, sĩ à, cảm ơn em, mai hương thứ nhất là ngày thường thì chúng ta bây giờ không phải là một cái thời kỳ mà chúng ta gọi là một uh, cái thời kỳ chúng ta quá là thiếu thốn về vật chất nữa rồi. Tôi nghĩ là như thế. Tất nhiên uh, có rất là nhiều nơi cũng đang rất là khó khăn. Tôi Đấy. nghĩ là như thế. Tuy nhiên là đa số của chúng ta bây giờ cũng có một cái uh, uh, chúng ta có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta ngày xưa chúng ta hay nói là chúng ta cố gắng là ăn no mặc ấm đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta gọi là ăn ngon mặc đẹp rồi. Đấy. Chúng ta không có thiếu đồ ăn. Đấy, đặc biệt là các bạn cũng thấy bây giờ ngày Tết như ngày xưa trẻ con là mong ngày Tết lóc để làm gì để được ăn bánh trưng đúng không ạ? Để được trưng áo đẹp. Đấy. để được mà 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 gì đấy, được kẹo, được bánh. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ trẻ con thì 360 ngày nó đều mặc áo đẹp hết à? Chẳng ngày nào là không mặc à? Đấy chẳng hạn như thế, hay là bánh kẹo thì chắc là cũng đến mức là các bạn ý, chỗ nào cũng có bánh kẹo hết. Đấy, ví dụ đặc biệt là phòng khám bác sĩ Hoàn cứ trẻ con đến là có kẹo. <laughs> Chẳng hạn như thế. Đấy ví dụ vậy, tôi để kẹo 360 ngày luôn. Đấy nên là bạn nào đến cũng có kẹo ăn hết à? Kẹo bố mẹ các cháu đến cũng có kẹo luôn. <laughs> Chẳng hạn như vậy. Thế thì các bạn thấy rằng là chúng ta đâu có thiếu thốn gì đâu ạ, à, đúng không ạ? Thế thì ngày Tết của chúng ta chủ yếu là ngày đoàn viên mà. Chúng ta gặp gỡ mọi người vui vẻ uh, chia sẻ những cái niềm vui trong một năm mà uh, chúng ta làm việc rất là vất vả và cố gắng rồi và chúng ta cũng chia sẻ những dự định mới cho những năm mới thì tôi nghĩ rằng là à, chúng ta cũng nên hạn chế một số thứ chẳng hạn như là thứ nhất là chúng ta hạn chế mà ăn nó nhiều những cái đồ mà nó có nhiều dầu mỡ quá chúng ta cũng hạn chế thôi ngày tết chúng ta tích cực ăn rau xanh các bạn ạ ví dụ rất là nhiều bạn ở thành phố như bác sĩ hòa này mai hương Đấy. hay rất nhiều người là cả năm chúng ta làm việc ở thành phố chúng ta À, rất là bận rộn ăn thì có nhiều khi chúng ta còn không không có rau để ăn nó khó khăn đấy chúng ta bây giờ chúng ta trở về với gia đình trở về những cái nơi mà chúng ta có rất là nhiều điều kiện để chúng ta có thể thưởng thức những món ăn dân dã như là các loại rau thì không thiếu chẳng hạn như thế đấy, rồi thì là những đồ ăn chúng ta cũng rất là sạch thì tôi nghĩ là chúng ta nên ăn nhiều rau một chút tôi nghĩ là vậy thì cái làn da các bạn nó sẽ tốt hơn đấy. đợi thì trào muộn hơn thứ hai là chúng ta nên tránh sử dụng quá nhiều bia rượu đấy mà đặc biệt là các bạn cũng thấy rồi đấy, tức là chúng ta có luật phòng chống bia rượu <laughs> lái xe, à, hôm trước là có liên hoan phòng khám, tức là tổng kết năm ấy à, của phòng khám ấy, thì phòng khám chúng tôi là uống toàn coca với cả, toàn nước ngọt thôi các <laughs> bạn Được ạ, không có một ly rượu nào cả. Đấy, bởi vì là chúng tôi cũng rất là hưởng ứng cái vấn đề là chúng ta không uống rượu bia trong quá trình chúng ta giao thông. Đấy. Bản thân bác sĩ hoàn cũng lái xe, tôi cũng lái ô tô và tôi cũng có phải nói thật với các bạn là có đợt mà có những hôm mà tôi cũng lái ô tô trong tình trạng là chúng tôi có uống rượu rồi và tôi thấy rõ đó là cái kiểm soát xe của tôi kém hết hẳn. Và tôi có cảm giác là lái xe nó cứ bay 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 bay. Đấy, được. tôi thấy rõ điều đấy luôn. Đấy và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng giống như tôi. Đấy, tức là chúng ta cũng rất khó kiểm soát những cái hành động của chúng ta khi mà ấy, chúng ta sử dụng rượu bia. Đấy, và các bạn cũng biết rằng bây giờ chúng ta là gì chỉ cần là nó vượt cái con số không thôi là chúng ta đã bị phạt rồi đúng không <laughs> ạ các anh giao thông là các anh ấy làm chuyện để lắm ạ <laughs> tôi có uh, đi tôi có lái xe hàng cuối tuần thì tôi hay về tỉnh tôi về nam định tôi làm việc thế thì tôi có hay đi xe về thì bao giờ để lúc mà tôi trở lên hà nội là gần như chắc chắn là tôi sẽ qua đi một cái bốt là các bạn ấy vẫy hết vẫy hết tất cả mọi người vào, vào cái trạm gọi là trạm kiểm tra nồng độ cồn vâng. vâng ạ, tại vì là tôi nghĩ đúng thôi bởi vì là gần tết rồi các bác giao thông các bác phải làm những cái đề án đúng không ạ các bác phải làm những cái đề án để sao cho người dân thấy rằng là chúng tôi kiểm tra cắt gao lắm nên là đừng uống rượu uống bia khi ra đường và điều đấy là tôi ủng hộ hoàn toàn đấy, và tôi thấy rằng là rất nhiều các bác là vung tay vung chân ghê lắm vì bắt xuống nhưng lúc sau vẫn ký biên bản nộp tiền bình thường các bạn <cười> <cười> không làm cái nào được bởi vì vâng. đấy là rõ ràng tôi nghĩ là thế thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng rượu bia vào dịp Tết này thì chúng ta cũng nên hạn chế một chút ạ. Được. Nhất là những cái trường hợp này chúng ta Đấy như tôi nói là có chở gia đình đi chơi đi chúc Tết mà chúng ta có dùng phương tiện. Mà bây giờ không phải chỉ phan với ô tô các bạn nhé phạt cả ông đi xe đạp luôn. <laughs> đấy các bạn thấy là trừ người đi bộ thôi. Đấy, tức là làm rất là, là 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 triệt để đấy các bạn, tức là bằng mọi cách là để giảm tai nạn giao thông do cái nguyên nhân sử dụng rượu bia. Nên là chúng ta hạn chế sử dụng rượu bia các bạn ạ, bởi vì là sử dụng rượu bia là nó ảnh hưởng đến cái Đấy, sự tỉnh táo chúng ta khi tham gia giao thông và điều đấy là chắc chắn 100%. Đấy tôi nghĩ là thế. Ngoài vấn đề đó ra thì rượu bia cũng khiến cho cái làn da chúng ta nó xấu xí hơn. Các bạn ạ, nếu chúng ta uống quá nhiều, chúng ta uống nhiều thì sẽ khiến cho làn da của chúng ta nó lên mụn nhiều hơn rồi nó tổn thương ở trong cơ thể chúng ta để rất là nhiều. Vâng. Nên là tôi nghĩ rằng là các bạn nên hạn chế rượu bia. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta có lý do để chúng ta từ chối những cái lời mời mà tính chất khiếm nhã khi mà chúng ta không muốn uống rượu, đúng không ạ? đấy nhưng mà tôi hay nói là tức là bây giờ nếu mà người ta mà có 10 rượu bia thì chúng ta có thể nói là xin lỗi tôi còn phải lái xe <laughs> đấy, chẳng hạn như thế là chúng vậy. ta không phải uống rượu nữa vì rõ ràng đấy hoặc là thế thì người ta mà có nói mà thế thì để tôi đưa anh về thì mình cũng sẽ nói là bởi vì anh cũng uống rượu thì anh cũng không thể đưa tôi về được Đấy, chẳng hạn như vậy thế thì là chúng ta sẽ không phải chút tụng nhau quá nhiều cái rượu bia nữa đấy, thì tôi nghĩ rằng đó là uh, những cái uh, mà chúng ta nên hạn chế trong quá trình mà chúng ta đi chơi hoặc là chúng ta uh, chúng ta uh, gọi là về chơi tết thì các bạn cũng hạn chế uống rượu uống bia này chúng ta ăn nhiều rau xanh hoa quả và các bạn nên nhớ rằng là ngày tết thì vui nhưng mà chúng ta cân bằng lại cái cuộc sống của chúng ta một chút chúng ta hạn chế chúng ta bị rối loạn cái nhịp sinh học của chúng ta Đấy, thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ trôi qua một cái tết rất là bình thường thôi và sau khi tết đến thì các bạn vẫn có một gương mặt rạng rỡ để chúng ta có thể bắt đầu công việc bắt đầu một năm mới với nhiều những khí thế mới vâng Dạ vâng ạ xin được cảm ơn những nhắn nhủ từ bác sĩ hoàn à, vâng quý vị tính giả thân mến chúng tôi vẫn nói vui với nhau rằng là khi mà mọi người chuyển hết từ lịch dương sang tính lịch âm này rồi thì nghe quảng cáo nghe nhạc xuân tràn ngập tv cũng như là trên đài thì những cái câu chuyện của ông bà bố mẹ ta bắt đầu là xoay quanh việc mua sắm dọn dẹp nhà cửa hay là những cô, cô gái trẻ thì đang điên cuồng shopping và làm đẹp diện tết thì chúng ta đều hiểu rằng là Tết đang đến rất gần rồi à, và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái Tết thật là vui vẻ và nhất định mình cũng phải là một bông hoa thật tự tin các bạn nhé. À, với những cái thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn à, chuyên gia da liễu đến từ phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya hy vọng là đã cho quý vị thêm những kiến thức bổ ích. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến sang phần 2 kết nối cùng gặp thầy thuốc nổi tiếng. Sau đây là chương trình quảng cáo. Linh à, sao hôm nay trông buồn vậy? Em đang chán lắm chị ạ. À. Tối qua đi học lớp cấp 3, đứa nào cũng xinh đẹp, da rẻ thì cứ căng bóng mịn màng bằng tuổi chúng nó mà trông em có chán không cơ chứ? Nào là nếp nhăn, nào là chảy dậy mặt, chưa kể da lại còn xỉn máu nữa chứ. Ui rồi chị tưởng công việc có vấn đề gì, chứ làm đẹp thì đơn giản mà, đến ngay Maya đi em. Maya? Đúng rồi, phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya, chuyên điều trị các bệnh lý về da và chăm sóc da thẩm mỹ công nghệ cao. Liệu có đảm bảo an toàn không ạ? À? Ui em yên tâm, điều trị tại Maya do trực tiếp các thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa gia liễu có nhiều năm kinh nghiệm nhưng tết nhất đến nơi rồi em chỉ sợ không đủ thời gian ý <laughs> yên tâm sau điều trị không cần phải nghỉ dưỡng tiện quá rồi con gì nhân dịp noel và chào xuân 2020 Maya đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn gái có muốn đi cùng với chị không nào ôi vừa được làm đẹp an toàn hiệu quả lại tiết kiệm chi phí tội gì không đi chị nhỉ nhất trí tan làm chị em mình qua Maya luôn nhé. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya thương hiệu 10 năm chăm sóc sức khỏe về da toàn diện. Địa chỉ số 9 Hoàng Cầu Đống Đa Hà Nội. Hotline 024 3933 6868. quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng được phát sóng trực tiếp trên JPM từ 9h30 và phát lại lúc 19h cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe JPM. À, ngay bây giờ thì như đã hẹn chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp quý vị với những kết nối thông qua tổng đài 19006255. À, bây giờ sẽ mai Hương sẽ cùng mời bác sĩ Hoàn sẽ tư vấn trực tiếp cho vị thính giả ngay bây giờ ạ. alo. vâng ạ. vâng ạ. xin chào vị thính giả. vâng ạ. chào bác sĩ Hoàn. vâng. xin vâng, chào nào. vâng ạ. bác sĩ Hoàng. Vâng. Vâng, chào bác sĩ Hoàng thì hôm nay gọi điện cho bác sĩ Hoàng bác sĩ Ngoan một bệnh cái bệnh lý của của, em đấy mà vâng, vâng. thì cái bệnh lý của em là thật ra nó bệnh đơn giản nó nó gọi là trước khi đi kiểm tra ấy, người ta đã đánh giá em là bị là, hắc lào không phải Vâng à, hắc lào vâng vâng hắc lào không phải nhưng tuy nhiên là cái bệnh lý của em là nó đã có cách đây nó đã đến bây giờ tiến triển bây giờ là phải là mười một mười hai năm rồi mà đến bây giờ ừ. là vẫn chưa khỏi ừ thì là nào, hôm nào mà mình đi khám da liễu đấy vâng. thì người ta đánh giá mình là bị bị, bị hắc uh, làm không phải vâng. thì về mình điều trị có mua thuốc để bôi thì trải có rất nhiều loại thuốc ấy thì bây giờ gọi là sau khi lựa chọn ấy thì mình thích ứng nhất với cái dòng thuốc mắc, thuốc vâng. bôi đấy vâng vâng đấy thì khi bôi vào thì cũng khoảng hai ba ngày thì người ta nó có hết cứa. vâng. và cái da nó sẽ bị nó lại bị đi trở lại bình thường vâng. nhưng tuy nhiên là sau đấy thời gian ấy tầm khoảng ví dụ như là À, một tuần hoặc là hơn một tuần thì nó bắt đầu nó lại 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 lứa và lại lội bần lên trở lại vâng. sau đó là mình lại tiếp tục vui và nó lại hết và nó kéo dài cứ kiểu cái kiểu cái 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 cái, cái sự việc cứ như vậy đến mười mấy năm nay rồi vâng. đấy thì những đợt này ấy thì như mỗi lần nó nó nó, nó lại ngứa lại ấy, vâng. thì là nó lại mở rộng thêm Vâng. hiện nay đến bây giờ là nó rộng xuống gần đến đùi và nó sát gần đến hậu môn rồi. Vâng đấy đâm ra là mình rất là 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 lo no ngại và cứ bôi thuốc vào xong thời gian nó lên thì thời điểm này thời điểm này nó lại lên đấy dạ. thì ngoài nó vẫn có thể hiện ở cái bề mặt da, vâng. thì ở dưới da bây giờ nó lại bẩn thành cứng cục từng cục từng cục, Đạ, vâng. đấy thì mình rất lo no ngại mà chữa lâu như vậy rồi mà không biết là nếu nó có bị à, biến chứng hay là bị mãn tính thì không mà mà mình chữa mà giờ mình sợ nhất tôi là nó vào cái hậu môn thì đúng là sau này là sẽ không rất là khó khó khăn trong việc được chữa đi vâng đúng rồi đấy ạ vâng vâng thì đấy là mình, mình muốn hỏi bác sĩ là bây giờ trong trường hợp như vậy thì phải xử lý nào Đi khám người ta chỉ là bảo là hắc nào không phải và cứ mua thuốc vâng. và thích ứng loại thuốc nào thì mình về bôi thuốc đấy thì đúng bôi nó có khỏi vâng. nhưng mà một thời gian sau nó lại lên vâng tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi vâng. vâng cái tình trạng của anh thì thứ nhất là cũng rất là hay gặp khi mà đến thăm khám thì tôi thấy có nhiều người Uh, bị cái tình trạng uh, nấm da hay là hắc lào ấy nó kéo dài trong nhiều năm. Đấy, tuy nhiên là uh, cái việc mà mình điều trị như thế thì tôi nghĩ rằng là nó không triệt để. giống như tôi nói là cái thông tin nó không đầy đủ đấy. và khiến cho cái việc mà mình điều trị cái bệnh lý này nó không khỏi được hoàn toàn. đấy. thế thì thứ nhất là tôi muốn chia sẻ với anh là hắc lào của anh ấy, hay là gọi là cái vùng đấy người ta gọi là một bệnh nấm, nó do một loại loại nấm nó gây nên. đấy và cái sợi nấm thì nó sống tốt ở điều kiện là tối này ẩm và ấm tối ẩm và ấm thì tối thì vùng sinh dục của anh thì đương nhiên là chúng ta khó tránh rồi đúng không ạ chúng ta mặc quần áo thì nó tối rồi nhưng ẩm với ấm là anh có thể tránh được đấy, một là anh sẽ không được mặc quần áo mà nó bị ướt nó bị à, có nước đấy chẳng hạn như thế nó không khô là không được mặc thứ hai là chúng ta phải hạn chế làm việc trong điều kiện nó quá nóng nực ra nhiều mồ hôi thứ ba là chúng ta là thế không chơi thể thao ra nhiều mồ hôi ví dụ nhiều anh là gì chơi thể thao xong chơi bóng biết các thứ xong mồ hôi mồ kê nhễ nhại xong rồi chúng ta rủ nhau đi uống bia hai tiếng chẳng hạn như thế thì chắc chắn là tình trạng bệnh lý nó rất là nặng đấy thế thì bạn anh nhớ là thì điều kiện sống của sợi nấm tốt là tối ẩm ấm nên là chúng ta phải tránh tối thì khó tránh Nhưng những ẩm với ấm là mình phải chủ động tránh được đúng không ạ ví dụ chúng ta lúc nào phải sấy khô quần áo nhất là đồ lót lúc nào phải khô thứ hai là gì sợi nấm nó sống nó sống rất là bền bỉ nếu mà nó vươn vào quần áo của anh cất vào trong tủ 6 tháng đến 12 tháng sau chúng ta lấy cái quần áo đi ra gấp cái sợi nấm thả nó vào môi trường nó lại sống bình thường anh ạ Đấy, chính vì thế đâm ra là gì đã điều trị cái nấm da này là anh phải điều trị một cách triệt để người ta hay nói rằng nếu mà anh dùng thuốc đấy, trông như khỏi rồi anh hiểu nhá trông như khỏi rồi tức là khi mà chúng ta bôi thuốc đấy, rồi chúng ta uống thuốc trông tổn thương nó trở về giống như bình thường rồi anh ít nhất phải bôi thuốc thêm 2 đến 3 tháng nữa anh ạ cái câu chuyện nó là như thế chính vì thế nên là cái việc mà anh sử dụng đơn thuần thuốc bôi mà cái thành phần cái thành phần của cái tô mắc mà anh có nói với tôi nó là có loại thuốc có 3 thành phần một, nó là chứa một cái cái loại kháng sinh diệt nấm. Hai, là chứa một cái gentamicin cũng là một kháng sinh để nó diệt mấy cái liên cầu, một tụ cầu trên bề mặt da. Ba, là nó chứa cái corticoid. Đấy, corticoid là để nó ức chế quá trình viêm. Thế thì anh bôi cái đến lâu dài là không tốt. Tôi đảm bảo với anh là như thế. Người ta gọi là thuốc ba thành phần. Cái này nó chỉ được chỉ định với chỉ định của bác sĩ thôi. Và nó phải được kiểm soát về thời gian bôi cũng như là cách bôi. Đấy, và anh càng bôi thì đương nhiên là biến chứng càng lớn rồi tổn thương của anh có thể sẽ lan hết vào hậu môn và sông mông bên kia thậm chí nó lên cả vùng bụng tôi đã điều trị cho những trường hợp mà nấm nó lan lan lên cả má cơ mà anh đấy có những người mà người ta bôi thuốc người ta không hiểu người ta cứ nghĩ rằng thuốc đấy cứ bôi mãi được và họ cứ bôi thôi dẫn đến là nó suy giảm cái hệ thống miễn dịch của da làm cho tình trạng mà cái tình trạng nấm nó lan tỏa ngay ngày hôm qua tôi gặp một chàng trai là sinh viên nó học năm thứ hai đại học sinh viên đàng hoàng có hiểu biết một trường rất là nổi tiếng hà nội nấm cả hai lòng bàn tay nấm lên cả vùng khuỷu uh, vùng, vùng tay nấm cả vùng nách xuống cả hai bên bẹn xuống cả vùng bàn chân nấm toàn bộ luôn đấy, tôi nhìn thì tôi bảo là tại sao anh này, em lại bị một tình trạng nấm như này em có suy giảm miễn dịch gì đâu, có hiv gì không tôi bảo không em khỏe mạnh lắm em không hiv gì cả em mới đi xét nghiệm mọi thứ bình thường Đấy thì tôi bảo thế này thì không đúng rồi hỏi ra hóa ra là bởi vì bạn ấy có sử dụng một loại thuốc bôi và ra ngoài hiệu thuốc bạn ấy tự mua và người ta nói là cứ bôi và bạn ấy bôi rất là nhiều thì dẫn đến là đúng cái à, tình giờ, trạng đấy dẫn đến tình trạng giống anh đấy thì thứ nhất này anh cũng đừng quá lo lắng, bởi vì là tôi cũng chưa thăm khám của anh, tôi không rõ là cái mức độ nặng nhẹ của anh nó như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều trị nấm của anh ấy nó phải rất là bài bản. Một là bây giờ mình phải làm một cái xét nghiệm xem đúng của anh nó đang nấm hay không, hay là nó hết nấm rồi và nó đang một bệnh lý khác. Nếu đúng là nấm thì chúng ta phải điều trị đúng cái phác đồ anh ạ. Anh phải nhớ là đúng phác đồ nhé và phải có sự theo à. dõi liên tục của bác sĩ để khi mà chúng ta kết thúc quá trình điều trị là da của anh trở về bình thường. Và sau đó thì anh nhớ một điều cho tôi đó là sợi nấm nó sống tốt ở điều kiện gì, thì anh phải tránh điều đấy tôi nghĩ rằng à. như thế là giúp anh có thể khỏi cái đấy hoàn toàn bởi vì nấm đương nhiên là khỏi hoàn toàn vì là nó có nguyên nhân anh nhé Vâng. ạ đấy, Nhưng mà lâu tôi... để nó lâu là thế là nó không có biến dị hay biến chứng gì đúng về cái việc mà mà, mà giờ ừ, ung thư da chứ <laughs> không, cái đấy thì nó hiếm gặp lắm anh anh ơi nó hiếm gặp lắm nên anh đừng có quá lo nhá có thể là của à. anh nó bị nấm xong nó tràm hóa thêm tức là nó bị hiện tượng dày da lên dày sừng lên rồi thì nó nổi đúng cục rồi. như anh nói đấy thế thôi thì nó là một cái phản ứng khác của da nữa là tổn hại da thôi chứ nó không có nguy hiểm đến mức như anh nói là nó bị ung thư đâu, tôi nghĩ là thế. Nên là theo tôi là anh nên anh nên thăm khám lại bác sĩ về chuyên khoa da liễu đi, tôi nghĩ là thế để ừ, chúng ta điều trị cho triệt để nha anh nhé. Dạ vâng vâng cảm ơn. Vâng Chào anh. Vâng, à. vâng vâng. xin được cảm ơn thính giả chúng ta, cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hoàn. Và bây giờ thì cũng là một kết nối nữa đến từ tổng đài 19006255. Xin được mời thính giả đặt câu hỏi. Alo ạ. Alo ạ. xin chào vị thính giả ạ. Vâng, à, cho mình chào Mai Hương, cho mình chào bác sĩ Hoàn Dạ vâng ạ, chào mình chị Mình năm ạ. nay uh, 46 tuổi Dạ cái, cái tuổi này nó mọc mụn thì nói thì cũng hơi ngại Nhưng mà cái mụn của mình <laughs> nó vâng. mọc ở phần chán ấy, dạ. Mà nó không phải là sưng đỏ đâu Lúc nào nó cứ cùng cục đấy mà nhiều lắm Dạ Thỉnh thoảng có cái nào mà nó trồi hẳn lên ấy, Thì mình uh, hơ, hơ lửa cái kim trong mình cậy thì là nó ra Nhưng mà nó nó ra thì nó cái nhân nó cứng cứng. Thì xin bác sĩ tư vấn xem thế nào ạ. <laughs> vâng ạ. cảm ơn chị. À thứ nhất là nếu mà mô tả như vậy thì chị cũng đừng có ngại chị ạ, bởi vì có nhiều người bị giống chị lắm. Không phải một mình chị bị đâu. Vâng. Nếu mà giả sử như chị đến phòng khám về chuyên khoa da liễu chẳng hạn. Chị sẽ thấy rất nhiều người giống mình. Giống như là à. cái những cái trường hợp giống như kiểu là bị mụn trứng cá ấy Mọi người thì gặp nhiều rồi nhưng mà bị như của chị hay là à, bị những cái bệnh lý khác ấy Đến phòng khám của bác sĩ Hoàn là hay nói là nó bảo Ôi anh ơi sao em thấy nhiều người bị giống em thế nhỉ Em cứ tưởng một mình em bị bệnh <cười> <cười> Chị à nên là chị đừng có ngại nha Thứ nhất là bệnh lý Vậy. đây hay gặp chị ạ à, Của chị nó sẽ có một mấy vấn đề Một là có thể là chị bị một cái u ống tuyến mồ hôi chị ạ à. Hai là dạ. chị có thể là bị một cái kén tuyết bã Đấy thì có hai khả năng đấy xảy ra thì tôi nghĩ rằng ở lứa tuổi của chị thì cái việc là chúng ta chẩn đoán để chúng ta xác định cái bệnh lý gì nó rất là quan trọng đấy và nếu mà chúng ta có kén tuyến bã thì chúng ta phải chích cái kén đấy ra là xong thôi thứ hai là nếu mà chúng ta bị u tuyến mồ hôi thì chúng ta phải dùng công nghệ laser chúng ta xử lý theo tôi nghĩ là như thế thế thì cái việc mà xử lý u tuyến mồ hôi hay là kén tuyến bã thì ở thời điểm này vẫn có thể làm được tuy nhiên là có một cái điều là nếu mà chúng ta xử lý cái u tuyến mồ hôi ở thời điểm này thì nó dễ bị thâm và đến tết thì chúng ta có thể là nó đã chưa vẫn còn chưa hết thâm được tôi nghĩ là thế thì chúng ta phải cân nhắc Đấy, nhưng mà theo tôi là cái tình trạng của chị là hoàn toàn có thể xử lý được như chị nhá nó không phải là cái gì ghê gớm đâu và chị đừng có ngại cái vấn đề là thấy 46 tuổi bị muộn mà ngại bình thường tôi vẫn chữa cho người 60 70 tuổi bị muộn đầy chị ạ à? nhiều lắm của... <laughs> vâng, của nhưng không phải thì... đâu vâng <laughs> vâng của mình thì trước thì nó không bị đâu nhưng mà quãng độ hơn một năm nay mình bị kiểu ca giáp đấy dạ. thì mình cắt hết rồi mình phải uống thuốc Học môn mới, lại cả phải bổ sung canxi thường xuyên thì không biết có phải tại cái đấy không? À, nó cũng không hẳn như thế chị ạ. Bởi vì là hormone tuyến giáp này chị giống như kiểu là cái tuyến giáp nó là nhà máy nó sản xuất ra một cái hormone chị ạ và, và nó bổ sung cái hormone này cho cơ thể thì nó mới có thể cân bằng được cơ thể, chị mới có năng lượng để chị hoạt động hàng ngày. Thế thì cái hormone mà chị bổ sung đấy là bác sĩ người tính liều rồi đủ, nó giống như là thay thế cho cái việc là cái tuyến giáp nó tiết ra thôi. Nên là nó à. cũng không có khác biệt nhiều đâu chị tôi nghĩ là như thế và tất nhiên nó cũng có thể có những cái rối loạn nhưng không đến mức như vậy còn cái vấn đề mà trên da của chị thì nó là cái lão hóa chung của một cái làn da thôi chị ạ tôi nghĩ là thế và nếu mà cái mức độ lão hóa mà chúng ta có những ưu tuyến là lớn từ 46 là bình thường không có vấn đề gì cả hay là chúng ta có kẹp tuyết bã thì nó cũng không không phải là hiếm gặp nên tôi nghĩ rằng là của chị thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được như chị nhá đừng có lo lắng nhá nếu mà có thời gian vâng cho mình hỏi thêm một chút ạ. Mình dạ vâng. có con gái năm nay 18 tuổi. Vâng. Cháu cũng bị mụn rất nhiều ở chán và nó lại còn là mụn bọng, mụn ngủ cơ. Vâng, <laughs> đấy thì đúng là mụn thật ạ. <laughs> Nếu 18 tuổi mà bị mụn thì phải điều trị sớm thôi chị ơi. Thứ nhất là mụn trứng à. cá này rất là nhiều các chương trình ý, tôi cũng có chia sẻ là nó là bệnh thông thường ạ, à, không phải là bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên là à. chúng ta hay bị biến nó thành bệnh phức tạp thứ hai là bệnh này không điều trị gì rồi nó cũng sẽ tự khỏi chị ạ tuy nhiên là gì nó khỏi trong một cái tình trạng là nó để lại hậu quả nặng nề như là vết thâm như là sẹo thế thì nếu mà nhiều con gái chị và con gái chị xinh xắn thế thì chúng ta không thể để nó bị sẹo được đúng không ạ nó sẹo <laughs> xấu à? lắm nên là điều trị mụn trứng cá là không phải điều trị vì bệnh nguy hiểm mà chúng ta điều trị wow. mụn trứng cá là vì cái tương lai một cái làn da nó đẹp chị ạ để chúng ta có thể đúng tự mà. tin trong cái cuộc sống về sau này của bạn ấy về công việc rồi thì nhiều các vấn đề khác nữa các giao tiếp xã hội rồi sự thành công rất nhiều thứ nên tôi nghĩ rằng là chị cũng nên đưa bạn ấy đến những cái cơ sở của có bác sĩ da liễu để chúng ta điều trị mụn sớm bởi vì mụn trứng cá của bạn ấy điều trị chỉ cần một tuần là đã thấy rất là khác rồi sau khoảng một tháng tôi nghĩ là hoàn toàn có thể kiểm soát được đến 90% phần trăm mụn rồi nha chị nhá vâng Đấy. mình thì ra hiệu thuốc thì người ta bán cho một cái nọ oxy 10 về bôi cháu nó khỏi hẳn thế <laughs> nhưng mà dừng thuốc nó lại nên cái khác ạ à. À vâng thật ra những cái chế phẩm bôi mà để điều trị mụn cấp tóc nên tức thời, ấy, tôi nghĩ là wow. nó không phải là cái mà chúng ta nên sử dụng nhiều, bởi vì cái đó nó không có ý nghĩa. À, Các bác sĩ chúng tôi thì không kê những cái thuốc như chị nói đâu, chúng tôi là dạ, những người dạ. mà điều trị nó phải bài bản, nó phác đồ và điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát để cái tỷ lệ tái phát mụn nó thấp, chị ạ và không có biến chứng. Wow. Nha chị nhá. Nên theo tôi là wow. đúng đắn nha chị phải đến gặp bác sĩ da liễu. Nên theo tôi là như thế thì tôi nghĩ rằng là bạn gái, à, con gái chị sẽ có được một cái làn da mà khỏe tốt nhất có thể. Nha chị nhá cho mình hỏi luôn là à, nếu mà điều trị một đợt là mụn trứng cá cho cháu như thế thì kinh phí quãng được bao nhiêu ạ? À, dạ vâng ạ. Đối với cả cái vấn đề chi phí điều trị mụn thì nó tùy cơ sở nha chị nhá. nó Tùy cơ sở nhưng mà nói ừ, chung là nó... bác sĩ ấy. À vâng ạ. Ví dụ như là cái điều trị mụn đấy thì chúng ta cần phải làm sạch da này, làm sạch da thì đâu hết hơn trăm nghìn một lần đấy chị ạ. À? Ví dụ như thế. À. giờ thì chúng ta xử lý cái mụn hết khoảng mấy trăm nghìn một lần thôi. Với cả chúng ta phải à. kê một cái đơn đấy. Còn tùy cái tình trạng của bạn thì thăm khám thì chúng ta sẽ phải xem là có áp dụng thêm cái gì nữa không. Ví dụ thâm quá thì chúng ta phải trị thâm, còn nếu không thì chúng ta chỉ cần điều trị một đơn giản là ổn rồi Nhớ chị nhá. Vâng ạ. Vâng, cảm vâng, ơn vâng. bác sĩ ạ. Thế dạ, chắc vâng, cũng không hết nhiều tiền lắm ạ. Dạ vâng. vâng đúng rồi ạ. <laughs> cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng Và. ạ. Xin được cảm ơn về thính giả. Một lần nữa xin được cảm ơn những tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn chuyên gia da liệu đến từ phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya, Maya đã tư vấn cho những thính giả của chương trình ngày hôm nay.

Linh à, sao hôm nay trông buồn vậy? Em đang chán lắm chị ạ. À. Tối qua đi học lớp cấp 3, đứa nào cũng xinh đẹp, da rẻ thì cứ căng bóng mịn màng bằng tuổi chúng nó mà trông em có chán không cơ chứ? Nào là nếp nhăn, nào là chảy dậy mặt, chưa kể da lại còn xỉn máu nữa chứ. Ui rồi chị tưởng công việc có vấn đề gì, chứ làm đẹp thì đơn giản mà, đến ngay Maya đi em. Maya? Đúng rồi, phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya, chuyên điều trị các bệnh lý về da và chăm sóc da thẩm mỹ công nghệ cao. Liệu có đảm bảo an toàn không ạ? À? Ui em yên tâm, điều trị tại Maya do trực tiếp các thạc sĩ bác sĩ chuyên Khoa gia liễu có nhiều năm kinh nghiệm nhưng Tết nhất đến nơi rồi, em chỉ sợ không đủ thời gian ý. <laughs> Yên tâm, sau điều trị không cần phải nghỉ dưỡng tiện quá rồi con gì. Nhân dịp Noel và chào xuân 2020, Maya đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Gái có muốn đi cùng với chị không nào? Ôi vừa được làm đẹp an toàn hiệu quả lại tiết kiệm chi phí, tội gì không đi chị nhỉ? Nhất trí tan làm chị em mình qua Maya luôn nhé. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya thương hiệu 10 năm chăm sóc sức khỏe về da toàn diện. Địa chỉ số 9 Hoàng Cầu Đống Đa Hà Nội. Hotline 024 3933 6868. vâng thưa quý vị thính giả, tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin phải nói lời tạm biệt để nhường sóng cho những chương trình hấp dẫn tiếp theo. À, xin được cảm ơn Phòng khám gia liễu thẩm mỹ Maya Maya đã đồng hành cùng chương trình này. Quý vị thính giả quan tâm có thể tìm hiểu về các dịch vụ gia liễu và thẩm mỹ của Maya Maya tại địa chỉ số 9 Hoàng Cầu, Đống Đa Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến số hotline 024 3933 6868, hoặc là truy cập vào website gia hà nội vn để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ Mai Hương và bác sĩ Hoàn xin nói lời chào tạm biệt và gặp lại trong những chương trình tiếp theo.